Xin chào quý bà con và tất cả anh em. Mình tên là Lê Trung Thực. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mới, cho bà con một sản phẩm mới, đó là tên đó là AAC Cooper Lock. Thì cái sản phẩm này mình đã rất là tâm huyết. Mình mong muốn là anh em cũng như là những cái bà con kỹ hiểu rõ, tìm hiểu là cái sản phẩm này nó có nhiều cái sự khác biệt. Cái sản phẩm này với cái giá cực kỳ tốt để ra đời cái sản phẩm này, đó là chúng ta thấy là trong tình thế là Covid đang diễn biến rất phức tạp đó. Rồi là cũng như là tình hình giá tôm thì nó rất là rẻ. Hiện tại hôm nay là mình biết là giá tôm nó khoảng là 50 con nó còn khoảng là 98 ngàn thôi đó. Như vậy thì đối với tôm công nghiệp, còn tôm mà quảng canh thì có thể còn rẻ hơn. Như vậy thì hôm nay chúng ta trên một cái tình thế mà cái thị trường cũng như là tình hình đất nước cũng như tình hình Covid đang diễn biến phức tạp, trên điều kiện đó Trung Thực cũng rất là trăn trở trong những chuyến đi công tác là rồi ở ngoài Quảng Nam, thật có điều kiện để gặp, rất là may mắn gặp được anh Cương, đó là để mà một người anh trong cái hàng đầu về sinh học mà anh từ Canada về, cho nên là Trung Thực cũng rất là may mắn là cái mong muốn của Trung Thực cũng tìm ra những cái hướng gì đó để giúp cho bà con mình làm thế nào để mà chúng ta có thể là cái giá nó thấp xuống và sản phẩm nó chất lượng, mà chất lượng chúng ta thấy rõ. Có nhiều người, có nhiều anh em có những cái ý kiến nói là sản phẩm vi sinh chúng ta không có thấy được cái gì, không thấy rõ, đánh không biết có vi sinh hay không, cách kiểm tra ra sao. Như vậy chúng ta làm cho là mọi người và cũng như là bà con là không hiểu rõ về vi sinh đó, cho nên mà cảm giác là cái sản phẩm bằng cái giác quan và cái nhận biết đó không có được hiểu rõ về cái sản phẩm, thì trách nhiệm của những anh em kỹ sư trong công ty chúng ta cần phải làm rõ cái vấn đề này. Chúng ta phải làm những cái sản phẩm mà nó phải có cái sự khác biệt. Như vậy thì cái sản phẩm mình gặp được ảnh thì ảnh từ Canada, cho nên là những cái nguyên liệu này, những cái nghiên cứu đã ứng dụng từ Canada về để giúp cho ảnh là có một cái tâm huyết như vậy để làm ra được cái sản phẩm cùng với công ty của ông Mỹ, tạo ra những cái sản phẩm mà đáp ứng được, giúp cho bà con để làm được cái điều chúng ta có một sự khác biệt đó với cái sản phẩm. Là nguyên liệu chúng ta thấy là trong cái sản phẩm nó có nhiều cái sự khác biệt, như là trong đó là cộng hợp lại giữa enzyme vi sinh và khoáng và thành phần đạm, những cái thành phần đạm khoáng, những cái thành phần đó đạm và đạm thực vật đó, đạm hấp thu đó, cho nên là nó được kích hoạt và nó được sinh nhân rộng bởi các mạch, bởi những cái enzyme và vi sinh, cho nên trong sản phẩm đó là nó có khoảng bốn thành phần đó rất là nhiều, những cái khoáng vi lượng và đa lượng rất là nhiều đó, rồi vi sinh là rất đậm đặc, sau 6 con, những cái con như là Bacillus này, Lacto này, Gudo này, Saccharomyces này, Bifidomonas này, đó thì những cái con như vậy để giúp cho tạo môi trường làm tạo ra những cái enzyme trong những cái sản phẩm có nhiều cái tính ưu việt. Thứ nhất á, là chúng ta thấy là có thể là cho ăn được, có thể xử lý được. Về mặt xử lý thì chúng ta phải làm như thế nào? Về mặt xử lý thì chúng ta nó tạo được cái hệ vi sinh, hệ enzyme mà xuống với mình gãi xuống với tầng đáy thì nó sẽ là lan rộng ra, và cái hệ đó đó, cái hệ vi sinh enzyme đó đó nó sẽ giúp cho những cái thức ăn mà những cái con động vật phù du nó sinh sôi phát triển, và những cái con đó đó nó sẽ lọc tảo rất là tốt, và những cái con đó đó, những con động vật phù du đó đó nó sẽ làm một cái môi trường rất là sạch, và nó ngăn chặn được cái hệ vi sinh enzyme đó, ngăn chặn được những cái mầm bệnh mà từ ở bên ngoài. Giả sử như trong ao lắng, chúng ta sử dụng được cái ao lắng nè, chúng ta sử dụng được cái ao sẵn sàng nè, chúng ta sử dụng được trong ao nuôi nè đó. Như vậy thì có nhiều cái tính ưu việt như vậy. Ngoài ra nó gây ra thức ăn tự nhiên, thì cái thức ăn tự nhiên đó đó là những cái con là như là giáp sát cân chèo nè, trùng chỉ nè, ốc gạo nè, đã dùng nhiều tơ nè, nó có rất là nhiều những cái con trong cái nhóm đó chúng ta gọi chung là con Cooper Boda.
cấp bơ đa, cấp bơ đa. Như vậy thì trong cái hệ sinh thái đó đó, thì nếu như mà nuôi mật độ mà dưới 70-80 con đó, thì chúng ta có thể là khoảng 3-4 tuần chúng ta gây sử dụng cái loại AIC cấp block này, sản phẩm AIC cấp block này, mà không cần chúng ta cho thêm thức ăn gì hay vô cả. Chúng ta xử lý trước khi nuôi nè, xử lý làm sao đó, xử lý trước khi nuôi thì cũng có thể là sử dụng trong ao lắng nè, ao sẵn sàng nè, để tạo cái hệ vi sinh mà bên ngoài cái môi trường cũng như là thức ăn để chúng ta bơm vào cái ao nuôi mà nó an toàn, hoặc là cái nước chúng ta bơm vào đó nó được có cái nền vi sinh và nó được ổn định ở cái một bơm vào, để mà trong cái môi trường nuôi chúng ta không bị sốc, hoặc là trong khi chúng ta có đang thay nước đó, chúng ta có thể là sử dụng trước một ngày, sử dụng cái một ký này chúng ta chưa sử dụng trước một ngày để chúng ta bơm nước vào đó. Và trong quá trình mà chúng ta để cần gây màu đó, gây màu, chúng ta cần gây màu thì chúng ta sử dụng cũng được luôn đó. Rồi quá trình mà muốn ta cắt tảo thì chúng ta cũng sử dụng được cắt tảo luôn. Nếu mà chúng ta cắt tảo thì có thể chúng ta sử dụng được buổi chiều, khoảng 5 giờ chiều đó. Rồi chúng ta liều như thế nào thì chúng ta thấy là có ghi trên bao bì, ví dụ như cắt tảo là 2 kg trên 1.000 mét khối đánh buổi chiều. Rồi chúng ta gây màu thức ăn tự nhiên thì chúng ta từ 2-3 kg, 2 kg trên 1.000 mét khối, và khoảng 2 ngày chúng ta đánh, 2 ngày chúng ta sử dụng một lần đó, để tạo duy trì cái thức ăn tự nhiên đó. Rồi là nếu như chúng ta đánh trong ao lắng thì chúng ta đánh 1 kg trên 1.000 mét khối đó. Như vậy thì một cái sản phẩm mà chúng ta thấy là trong quá trình nuôi thì chúng ta sử dụng được để làm cái nền vi sinh, tạo cái thức ăn mà cái hệ sinh học, hệ trong đó là nó sẽ khử luôn cái NO2, nó khử luôn NH3 và nó khử H2S. Chúng ta đánh cái loại vi sinh đó thì chúng ta thấy là không đánh cái một cái gói vi sinh này, trong quá trình nuôi chúng ta đánh 1.000 cho 1 kg cho 1.000 mét khối thì nó làm luôn cái nền, cái đáy á, cái đáy của cái bạc á, nếu mà ao bạc á, là rất là sạch và nó không bị nhớt đáy và nó không bị nhớt bạc. Và chúng ta ít thay nước nè, chúng ta trong đó nó cũng có khoáng luôn rồi, nó cho nên nó duy trì đều đặn trong đó, và chúng ta thấy là cái si phong ra là cái phân nó không bị hôi nè đó, nó rất là có tính ưu việt. Như vậy thì cộng lại nhiều yếu tố như vậy thì chúng ta thấy là việc ít thay nước cũng là việc tiết kiệm chi phí nè. Cái việc mà để duy trì mà cái hệ mà vi sinh trong ao cũng như là trong ao lắng hoặc là trong ao nuôi chúng ta, để duy trì cái đó để cũng ngăn ngừa được các mầm bệnh như là VGO hoặc là EHB đó, EHB để mà làm ảnh hưởng đến tôm, để xâm nhập vào tôm đó. Như vậy thì ngăn chặn luôn được cái chuyện đó. Như một cái sản phẩm rất là nhiều cái công dụng đó, chúng ta tạo được cái nền vi sinh mà tốt thì nó sẽ làm việc mà ức chế được cái vi khuẩn xấu để xâm nhập vào con tôm, mà bảo vệ toàn diện cho con tôm phát triển đó. Thì với một cái sản phẩm như vậy thì chúng ta thấy có nhiều cái ưu việt đó, mà chúng ta hy vọng rằng là cái việc mà tiết kiệm chi phí cũng như là cái việc bảo vệ, còn cái việc chúng ta cho ăn, tạo môi trường như vậy, trong đóng ngoài xo đó, chúng ta cho ăn thì chúng ta thấy là mình chọn 5-10 gram trên cái gạo thức ăn, mình hòa vô nước khoảng 1-2 lít nước đó, mình hòa quậy vô nước, cái đó mình áo vô thức ăn là mình để nó cho ăn, thì nó có enzyme mà, cho nên nó sẽ làm cái đường ruột rất là tốt nữa. Nếu mà chúng ta cho ăn được, chúng ta cho ăn thì cũng tốt luôn, và tốt cho đường ruột nữa. Thì cộng lại những cái việc như vậy thì vừa tích hợp là chúng ta có thể tiết kiệm được là một số, mình giảm lại, mình lựa đánh phán nè, giảm lại cái việc mà chọn men tiêu hóa bên ngoài thêm nè đó. Như vậy thì mục tiêu để giúp cho bà con mình thành công và giảm chi phí tối đa, một sản phẩm có nhiều tính ưu việt đó. Như vậy thì chúng thực cũng rất là vinh dự và rất là vui khi được làm cái sản phẩm này, và rất là tự tin về mặt chất lượng sẽ làm cho bà con mình giảm cái giá thành nuôi trong cái tình thế khó khăn này. Và đó là chắc chắn một điều. Ngoài ra
tăng cái tỷ lệ thành công lên, tỷ lệ mà chúng ta nuôi tôm thành công lên, sẽ làm cho bà con mình làm thế nào để nuôi tôm chúng ta giá thành thấp nhất và tăng cái hiệu quả, tăng cái khả năng thành công, giảm rủi ro cho bà con. Thì chúc cho bà con mình, chúc cho những anh em kỹ sư đã hướng dẫn cho bà con một cách sử dụng hiệu quả nhất để mang đến thành công. Thay mặt công ty xin chân thành cảm ơn quý bà con đã ủng hộ sản phẩm công ty trong những thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn. Âu Mỹ AEC, chất lượng tạo niềm tin.